Thì tối hôm nay Sài Gòn các bạn ha, trời rất là mát, ăn bún bò Huế ò hè thơm quá trời thơm luôn, ngay quận 3 Lê Văn Sĩ. À, là đã nha. Tô này nhiêu tiền con? Hả? Tô này nhiêu tiền ạ? Tô này hả? Dạ. 60. 60 rồi. Ôi, chào các bạn, hiện tại là khoảng hơn 8 giờ tối ngày 23 tháng 6 2024, bún bò Huế o hè 315 xuyệt 30 Lê Văn Sĩ, phường 13 quận 3, số điện thoại 0984 455 182. Quán này chúng ta từng ăn, từng ghi hình rồi ha, cách đây khoảng độ cũng một năm hơn rồi các bạn, lâu lắm rồi. Hôm nay trở lại để cập nhật tình hình giá cả và mọi thứ. Vậy cô làm cho hai tô bún bò Huế cô hả? Rồi. Bữa nay mày bán từ mấy giờ cô? Bán 4 giờ chiều tới 8 giờ tối. Đứng bên cạnh nồi bún bò Huế này các bạn, mùi ruốc, mùi xả rất là thơm nha. Cô rất là thân thiện, kể cả chú nữa. Nhưng hôm nay không có gặp chú, các bạn thấy không? Lượng xương rất nhiều nha. Cho bún vào trụng. Bên cạnh chính là phần mì quảng đó. Mà tối hôm nay chúng ta sẽ không ăn mì quảng. Rồi, chúng ta chuyển vô đây ha. Đầu tiên chúng ta thấy ở đây chính là cái phần tôm thịt cho mì quảng, kể cả phần đậu phộng. Ở trên đây sẽ có phần bắp bò, phần chả. Tối hôm nay mình gọi tô bún bò Huế, mình sẽ không lấy phần giò heo các bạn ha. Không thích ăn giò heo. Đây chính là phần gân, rất rất nhiều các bạn. Như vậy mình sẽ chọn cái phần gân và thịt. Cận cảnh chút xíu cái phần cho mì quảng. Đây, cắt thịt bò này nè, với lại gân cho vô nha. Bún bò giò bó gì bữa nhiều quảng cáo đó. Dạ. À bỏ rồi cái lưng không thơm quá vậy, thơm cái mùi. Rồi mang ra ngoài luôn nha chị, cảm ơn chị nhiều nhé, thơm quá. Và đây là hai tô bún bò Huế của mình ha, chị lấy thịt, lấy gân và lấy chả các bạn. Chúng ta cùng quan sát nè, lượng thịt và gân rất nhiều các bạn. Đây chính là cái phần bắp bò đó, đó. Cộng bún nè, gân nè, một miếng chả nha. Ở đây lạ lạ chút xíu là bún bò Huế này cô có cho hành các bạn. Đây chính là cái phần rau trụng. Ở đây có giá, có bắp chuối, có rau muống, có rau thơm. Đây là tô của mình. Phần sa tế nè, ớt nè. Đó, ớt sắc ha, chanh. Ơi, chúng ta ăn thôi, ăn xong sẽ nhận xét ha. Rồi, mình đã ăn xong tô bún bò Huế các bạn ha. Bây giờ từ đây mình sẽ chạy ra đầu hẻm để cho các bạn xem cái con đường dẫn vô đây nha. Và đây là biển hiệu ha, bún bò Huế o hè, bún bò mì quảng, đi vào cuối hẻm 315 xuyệt 30, thứ bảy và chủ nhật nghỉ buổi chiều.
Ôi, mình đã ăn xong tô bún bò Huế các bạn ha. Sau đây sẽ là phần nhận xét của mình. Mình thích tô bún bò Huế này. Rồi, nhận xét mình. Đầu tiên là em ăn ở quán này mấy lần rồi ha. Ok. Đầu tiên là cái phần nước lèo. Cái nước lèo nó bị đậm đà, nhưng nước bị mặn một xíu, mặn giống như Huế. Là một bài nhận Huế mà như bún bò Bà Minh nè, ngang dòng xoay á, em nhớ là bị mặn như vậy. Và ăn rất là dễ ăn, chứ không phải là mặn mà mặn chát hơn. Phần ngon của kho hè là nằm ở phần bắp bò với lại phần gân. Phần gân nó vừa dai vừa mềm, ăn đã cái miệng. Nó chỉ có là người nào mà răng hơi yếu thì sẽ khó, hơi khó nhai thôi. Yeah. Ngon. Cái lượng 60 ngàn mà cho lượng khá nhiều. Sa tế cay, rất là cay, cay hơn bên tổ hợp em ăn được. Ok. Rồi, sau đây là phần nhận xét của mình các bạn ha. Cái mình thích đầu tiên đó chính là cô chú chủ quán rất là thân thiện. Chú là người Huế, mẹ của chú là người Huế, nhưng mà cô là người Quảng Nam. Đó lý do mà tại sao là quán này bán cả hai món là bún bò Huế và mì Quảng. Cả hai món này nói chung ở mức độ đều ngon các bạn, từ điểm 7 nha. Tối hôm nay mình ăn á, thì cũng giống lần trước, mình thấy là nước lèo ở đây đậm đà, cái mùi ruốc rất là thơm các bạn. Ở đây là mùi thơm, nó thơm đậm lên nhưng mà không gây khó chịu các bạn nha. Đó là sự hòa quyện của ruốc và sả. Tuy nhiên là cái phần nước lèo, nước bún bò Huế đây nó sẽ thiên hướng về vị đậm, và nó sẽ tương đối là mặn so với những người ăn lạc. Do đó các bạn nào nếu mà thích ăn lạc thì mình không có khuyến khích quán này. Nhưng các bạn nào thích ăn đậm đà đó, vị mặn mặn á, ghé qua đây. Phần bắp bò ngon các bạn, có độ dai, có độ mềm. Ngay chính giữa phần bắp bò chúng ta sẽ thấy có phần gân gân. Cơ bản là nó dai dai, nó sực sực, nhưng mà nó không hẳn hoàn toàn mềm đâu. Cái này cũng đòi hỏi là răng chúng ta là răng thiệt, cắn nó mới ngon nha, nhưng mà nó không có bị khô. Phần gân cũng dai dai sực sực luôn. Có miếng thì rất là mềm, tuy nhiên có miếng cũng đòi hỏi vậy là hơi nhai chút xíu. Cơ bản là bạn nào thích cái loại mà dai dai sực sực mà cắn rộp 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 á, thì các bạn qua đây. Nước bún bò Huế đậm đà, thiên hướng về vị mặn mặn, qua đây. Đó. Còn vậy đó ông ta. Chính xác mà nói là cái vị mặn đó đối với Tùng nó hơi quá chút xíu. Và khi mà Tùng ăn á, là Tùng sẽ cho thêm một miếng chanh vô các bạn. Về phần ớt thì mình thấy là sa tế đối với mình bình thường. Ớt sắc thì sẽ cay, nhưng mà cái phần mà ớt mà ngâm trong cái hũ, hoặc là ớt giống như ngâm nước mắm vậy á, thì nó hơi mặn. Mình không thích cái phần ớt đó, mình thích cái phần ớt tươi hơn. Còn vậy đó ông ta. Hết rồi. Lần trước anh ăn mì Quảng. Mì Quảng ngon. Nói chung là quán này ở mức độ điểm 7 đó các bạn. Đó. Bạn nào thích cái khuynh hướng mặn mặn thì ghé qua đây nha. Thứ 7 chủ nhật nghỉ. Yeah. Ok. Nói về bún bò Huế ngay tại thành phố Huế thì cách đây khoảng độ 2 năm chúng ta đã ăn rất rất nhiều tiệm rồi. Và đại đa số mà ngoài Huế theo khuynh hướng cung đình, hoàng gia đâu thì sẽ là ngọt, nhẹ, thanh, thơm thoang thoảng, mùi ruốc, mùi sả. Tuy nhiên cũng có tiệm nhưng mà mình nhớ đó chính là mặn. Tuy nhiên trong đầu óc của mình thì mình không có nhớ các bạn. Trời, Sài Gòn đang mưa, mưa lâm râm các bạn nha. Cả ngày hôm nay rất là mát. Tuy nhiên những ngày này mà các bạn đến Sài Gòn thì chủ yếu để ăn mà nghỉ thôi, chứ còn mà đi chụp hình quay phim thì hơi khó đó, do cái bầu trời nó sẽ không có đẹp nha. Và hình thái thời tiết này đang diễn ra là khắp miền Nam luôn. Và ăn bún bò Huế xong ha, chạy ngang qua đây thấy bắp nướng thơm quá, dừng lại mua một trái các bạn. Một trái có giá 16 ngàn đồng nha, hơi cao chút xíu. Còn ăn bánh tráng nướng nữa, một cái 20 ngàn đồng. Rồi, sau đây là trái bắp 16 ngàn đồng, giá nó hơi cao đó các bạn. Bình thường mà bắp luộc nó sẽ rẻ, bắp này nướng một trái 16 ngàn đồng nghe xong nó hơi quảng chút xíu, không biết nó ngon không nữa. Mà tại thèm thèm thấy đi ngang qua nướng thơm quá, ăn. Để chụp hình một cái sau đó chúng ta cắn cái nha. Bắp này là bắp nếp. Rồi diễn tả đi. Nó như là bún nước bình thường á. Ok, nó đều dẻo. Rồi ok, không có gì đặc biệt. Muốn ăn muốn ngon thì phải có mỡ hành này nọ luôn.
À, hồi nãy mình nghe trái bắp này là 16.000 đồng các bạn, nếu mà cho thêm mỡ hành vô 4.000 là 20.000 đồng. Cho mình nghe 4.000 đồng nữa, hành 20.000 đồng, cho mình quyết định là không mua. Mình chỉ mua đúng một trái bắp thôi. Đúng rồi, nhiều khi là bắp nướng không nó sẽ nghe được cái mùi thơm của nó trong một cái ngày mưa ở Sài Gòn, tự nhiên nghe cái mùi bắp nó thơm thơm là muốn cạp cạp cái gì đó các bạn, nói vậy thôi. À, lâu lâu cũng nhớ về Đà Lạt của chúng ta, bắp nướng nè, vậy thôi. Mà chỗ này giá hơi cao. Hơi cao. Ở bên Bông Sao cũng có chỗ rẻ hơn. Dạ. Để mai mốt mình đi tìm buổi tối ở Sài Gòn chỗ nào bán bắp nướng rẻ rẻ thì đi cho các bạn. Trong những ngày mưa thì ăn những cái món này cũng vui vui miệng. Còn lại nướng nữa. Dạ.